một chương trình mai mối đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện với sự dẫn dắt của bà mối quốc nhân Cát Tường. 2 tuổi và đang sống và làm việc tại Hà Nội. Mình là Quảng Hải. Vậy mình nguyên thành phố Hải Phòng. Quán ở Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Quỳnh đến từ xứ Trà, Thái Nguyên. Kết nối họ với nhau đi nào. Chào anh ạ. Ôi, sao đẹp trai thế? Mà em lại thích kiểu chê với các cáu lên, xong em ngồi cười thành đấy. Tặng em. Về sống với em thì bạn ấy có đem con bạn ấy theo được hay không? Được chị ạ. Bạn chỉ cần ngồi yên tại chỗ, thể hiện hết mình. Việc mai mối cứ để chúng tôi lo. Hai anh, em đợi anh 21 năm rồi á. Hãy tin rằng trái tim này có riêng hình bóng em. Nghiện thuốc có thể lào cai, nghiện em thì không thể nào cai. Cai, 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 cai. Ghép đôi thần tốc. Ghép đôi thần tốc. Ghép đôi thần tốc. Ghép đôi thần tốc, phút chốc là yêu. Phát sóng độc quyền trên MyClip vào 20 giờ tối thứ 6 hàng tuần.